đây đất thành Nam thiên trường ngày xưa đã khắc ghi quê hương quốc công Hưng Đạo Đại Vương có nhiều nhân tài anh hùng dân tộc. Năm năm bảy kia Mông Cổ xâm lược Đại Việt ta vua cho truyền mời ông ra dẹp thù quân Nguyên Kiếp sợ tan tác bỏ lùi. Đến tháng 10 âm năm 1283 quân Nguyên hung hăng đe dọa lần hai Hưng Đạo Đại Vương đã trần giết tù oai phong làm sao thông linh quân đội cả nước ta xung phong xếp thù quân Nguyên bỏ chạy quốc công khi đầu thiết chế sắp phòng. Đây là quê hương ông một thời lỗi danh mi lọc thiên trường. Đây là đền Trần Vương chính thờ từ lâu 14 đời vua. Hôm nay con ngồi ôn lại chuyện xưa tháng năm ngoái hùng đã mấy ngàn thu khi xưa ông lệnh tướng sĩ đi đầu sát tháp dẹp quyền. Ông lãnh đội quân năm 1285 đánh giặc thoát hoan nó sợ bỏ lui khiếp sợ đội quân chui vào ông đồng. Sau thân bại trên Mông Cổ xâm lược lần thứ ba Đại Vương buông lời tổ với vua Trần làm nay giết giặc sát tháp nhàn hờ. Đây là quê hương ông một thời lỗi danh bi lọc thiên trường. Đây là đền Trần Vương chính thờ từ lâu 14 đời vua. Hôm nay con ngồi ôn lại chuyện xưa tháng năm ngoái hùng đã mấy ngàn thu khi xưa ông lệnh tướng sĩ đi đầu sát tháp dẹp quyền. Ông lãnh đội quân năm 1285 đánh giặc thoát hoan nó sợ bỏ lui khiếp sợ đội quân chui vào ông đồng. Sau thân bại trên Mông Cổ xâm lược lần thứ ba Đại Vương buông lời tâu với vua Trần làm nay giết giặc sát tháp nhàn hờ. Sau thất bại trên Mông Cổ xâm lược lần thứ ba Đại Vương buông lời tâu với vua Trần làm lay giết giặc sát tháp nhàn hờn.